Xin kính chào tất cả các anh chị, các bạn. Cảm ơn các anh chị, các bạn và các cô, các chú, các bác đã quay lại kênh Nga Võ Illinois. Trong cái video clip này mình kính xin chia sẻ đến cái Certify. Một lần nữa cái video này chia sẻ đến Certify vì cũng có khá nhiều các anh chị là hỏi thăm cái việc là Certify quay lại làm việc là full time hay là part time thì cũng chưa có rõ. Còn cũng có những bác nói là ok cháu là 5 câu hỏi là cái gì, 5 câu hỏi no rồi 5 câu hỏi, 3 câu hỏi yes thì sao, cho nên là mình kính chia sẻ một lần nữa trong cái phần video này ha. Kính xin mời các anh chị và các bạn bắt đầu Certify. Thì ai nếu như mà chưa có biết login vào trong cái tài khoản PUA của mình thì xem cái video 60 và 48 mà Nga có hướng dẫn chi tiết á. Còn nếu mà đến giờ này thì chắc các anh chị là các bạn đã biết rồi. Thì mình nhấn vào cái mũi tên đó ha. Sau khi nhấn vào cái mũi tên thì cái này là hôm trước là Nga cũng trình bày là điều này là rất là quan trọng nè. Thì mình có dịch cái phần tiếng Việt sau đây và nhấn vào cái nút xanh mà mình đã khoanh tròn. Thì đây là cái phần dịch. Nếu như mà bất kỳ cái điều kiện nào sau đây được áp dụng, bạn không thể là được trả cái trợ cấp thất nghiệp do cái đại dịch coronavirus ha. Một khi bạn có thu nhập hoặc là thu nhập khác bằng hoặc là vượt quá cái số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn, hoặc là bạn đã trở lại làm một công việc phù hợp toàn thời gian. Số 2, trong hầu hết các trường hợp bạn không đủ điều kiện nếu như mà bạn nghỉ việc nè, bị đuổi việc hoặc là từ chối việc làm công việc phù hợp. Số 3, bạn không sẵn sàng cho công việc phù hợp toàn thời gian. Bạn được coi là sẵn sàng cho công việc nếu lý do duy nhất bạn không làm việc là kết quả trực tiếp tới COVID-19. Bạn không chủ động tìm kiếm công việc theo các hướng dẫn được ra cho khi mà bạn nộp đơn. Và sau đó thì mình nhấn vào cái nút confirm mà mình khoanh tròn màu xanh. Ở bên trên là có cái địa chỉ á, có cái địa chỉ của các anh chị. Sau đó là xác nhận cái địa chỉ đúng thì nhấn vào cái nút màu khoanh tròn. Tiếp tục cái phần này là cũng quan trọng, các anh chị chú ý. Mình đang giúp cho cái người này thì người này chưa có đi làm lại. Nhưng mà đối với các anh chị đã quay lại làm việc thì nhấn cái nút yes dùm ha. Yes. Hỏi rằng là bạn có làm việc từ cái tuần mà 31 tháng 5 cho tới ngày 6 tháng 6 không? Mặc dầu là các anh chị làm việc part-time, full-time hoặc là làm việc tạm thời bất cứ công việc gì thì các anh chị nói là yes trong câu này dùm ha. Tiếp theo là người ta hỏi là bạn có bắt đầu một công việc làm mới nào mà từ cái tuần 31 tháng 5 cho tới ngày 6 tháng 6 không? Trong đây người ta nói công việc làm mà mới thì nó tricky một chút, nó làm cho mọi người bối rối một chút. Nhưng mà các anh chị là này, mặc dầu là các anh chị không có công việc mới, chỉ là quay lại các công việc làm cũ trước đây thì vẫn là nói yes trong đây ha. Là các anh chị bán thời gian hoặc là full time đều là nói yes trong câu này. Còn nếu như mà ai chưa có đi làm gì hết thì là nhấn no trong câu này. Và câu hỏi kế tiếp là các anh chị có từ chối cái công việc nào làm nào không trong cái tuần đó, thì nếu như mà trong cái này là phải nói là no rồi, tại vì không có từ chối. Nếu như mà các anh chị không có từ chối công việc làm nào thì này no ha. Rồi câu hỏi kế tiếp là đối với cái việc mà các anh chị thất nghiệp là không có liên quan đến cái COVID-19 trong cái thời gian đó phải không? Thì nếu như mà các anh chị trong cái trường hợp này thì anh chị là no, tại vì hổng ra là anh chị là nghỉ làm là do liên quan tới cái COVID-19. Thì trong này là các anh chị nói là no trong câu này ha. Tiếp theo là người ta hỏi là các anh chị có nhận được cái bất cứ cái khoản nào, tiền hưu trí, tiền bệnh này kia không? Thì trong đây nếu như không thì no. Tiếp theo là cái câu hỏi này là nhiều anh chị và các bạn hỏi nhiều nhất là các anh chị quay lại làm việc nè, full time hoặc là part time, toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Thì trong cái trường hợp này trả lời yes hay no. Nếu như mà các anh chị vẫn thất nghiệp thì các anh chị nói là yes trong câu này. Nếu như mà các anh chị đã quay lại làm việc rồi nhưng mà làm bán thời gian thì các anh chị cũng nói là yes trong câu đây ha. Còn nếu như mà các anh chị đã quay lại làm việc full time rồi mà không có cần là nhận tiền thất nghiệp nữa, hoặc là các anh chị cảm thấy là cái tiền mà các anh nhận là nó cao hơn cái tiền mà các anh chị nó cao hơn cái tiền thất nghiệp của anh chị, thì các anh chị nói no trong đây. Đây lần nữa là các anh chị quay lại làm việc toàn thời gian là full time và nhận được tiền thì nói là no trong đó. Nếu như các anh chị là không có ảnh hưởng cái Covid nào nữa hết thì là nhấn no trong cái câu đó. Và cái câu kế tiếp hỏi về cái trường hợp là ngoài cái việc là Covid-19 thì các anh chị có khỏe mạnh sẵn sàng để làm việc trong cái khoảng thời gian cái tuần đó không? Thì các anh chị nói là yes trong câu này, bắt buộc là phải nói yes. Tại vì các anh chị khỏe mạnh thì nói là yes, trừ phi là các anh chị bị cái gì thôi. Và câu hỏi kế tiếp là ngoài cái việc là Covid-19, liên quan tới Covid-19 thì cơ thể của các anh chị nè, các anh chị vẫn khỏe mạnh để sẵn sàng làm cái công việc trong cái khoảng những cái tuần đó đúng được đúng không? Thì đương nhiên là các anh chị khỏe mạnh thì nói là yes trong cái câu đó ha. Rồi xong cuối cùng rồi thì trước khi mà mình nhấn submit, mình nhấn nộp cho người ta thì nhấn vào cái nút xanh hoặc là cái summarize ở bên dưới để mà nhấn vào cái nút này nè, hoặc là cái nút này để mà coi lại, review lại, coi hết toàn bộ lại những cái câu hỏi là chắc chắn có cần thay đổi gì không thì mình mới nộp đi ha. Thì đó là cái nhấn vào cái nút khoanh tròn, và bên cái phần bên đây thì mình nhấn vào cái nút cái dấu này và nhấn vào cái nút khoanh tròn là bắt đầu là mình nộp đi. Còn nếu như mà mình thay đổi gì thì mình nhấn vào cái nút này trước khi mà mình nhấn cái nút này. Sau khi mà nhấn cái nút mà để trình nộp đi rồi thì đây là cái số ngày các anh chị đã certify. Và kế tiếp là mình cũng xin thưa với các anh chị như thế này. Trong cái trường hợp này, cái đơn mà mình giúp cho cái người này là chưa có quay lại làm việc, tại vì do là chủ chưa có mở cửa chứ không phải là do là người ta từ chối công việc. Cho nên là cổ vẫn tiếp tục certify bình thường giống như là từ trước đến nay. Và hôm trước là có anh chị Khôi Phan cũng có hỏi một cái câu hỏi rất là hay, là khi mà mình làm mà việc là mình được cái khoản thu nhập thì mình cần bỏ cái số tiền vào ngay vào cái chỗ update earnings phải không? Thì khi mà ngay vô trong đây á, thì cái hệ thống system của Illinois này nó khác tới những tiểu bang khác. Những cái tiểu bang khác là vào là những cái câu hỏi, xong rồi hỏi là tiền là thu nhập được bao nhiêu cái tuần đó là có đưa vào sẵn sàng, nhưng mà cái của bên Illinois, PUA bên của Illinois không có cái đó, cho nên nó là nó khác. Cho nên là sau khi mà Nga không biết là tại vì cái trường hợp này là Nga chỉ certify cho cái người này là chưa có quay lại trở lại làm việc. Còn nếu như mà các anh chị trong quá trình mà các anh chị certify cho, tại vì mỗi cái đơn là nó đều khác nhau, các anh chị đã quay lại làm việc rồi thì có sẽ câu hỏi từ yes no nó khác nhau, thì có thể là cái phần mà earning update earning này nó hiện lên cho các anh chị để các anh chị đưa vào cái khoản thu nhập. Mà nếu như mà nó không có thì Nga kiểm tra, Nga thử và Nga thấy như thế này, nhưng mà các anh chị chỉ được đưa vào cái khoản thu nhập mà cái tuần đã qua, chứ cái tuần hiện tại thì nó không có thấy. Nhưng mà có thể là các anh chị khi mà các anh chị làm thì có thể là tại vì mỗi cái đơn nó khác nhau thì cũng có thể là các anh chị nó cho các anh chị bỏ sẵn cái phần mà thu nhập hàng tuần vào đây. Nhưng mà trong cái trường hợp này là nó tại vì người này chưa có đi làm lại cho nên không có đưa vô được, và Nga thử, Nga thí nghiệm thử thì Nga vào trong cái tuần trước đó, tất nhiên là cái tuần từ 30 tháng 5 tới ngày 2 tháng 6, thì Nga nhấn vào cái nút này, gọi là Payment ID, thì Nga nhấn vào cái nút này. Khi mà nhấn vào cái nút này thì cái phần bên đây nó nổi lên. Nó nổi lên thì Nga nhấn vào, thì về Nga phải chọn cái tuần nào Nga muốn là cập nhật cái phần mình kiếm được hàng tuần. Thì mình cần cập nhật vào thì mình phải nhấn vào cái số của cái tuần đó. Ví dụ như đây là cái tuần này nè, nhấn vào. Nhấn vào thì cái phần này update này nó hiện lên. Nó hiện lên thì Nga nhấn vào cái update. Khi mà Nga nhấn vào cái update thì cái màn hình này nó hiện lên là yêu cầu. Cái câu này yêu cầu là cho vào cái lương, các gross earning, mà cái khoản mà mình chưa cái trừ chi phí hay gì hết á, thì mình cho vào đây. Mà nếu như mà các anh chị có thể là đưa vào cái khoản mà các anh chị thực sự là các anh chị là kiếm được đem về, thì là đối với cái self-employed thì bỏ vô đây luôn. Tất nhiên là hoặc cái này là hoặc cái kia. Tất nhiên là các anh chị nè, ví dụ như nè, các anh chị sau khi mà chủ ký cái cheque cho các anh chị thì các anh chị ghi cái số tiền mà các anh chị có ở trong cái cheque là ghi vào đây ha. Thì ngay chỉ được đến đây thôi, rồi sau khi là vào đến đây thì các anh chị nhấn cái next, nhấn cái nút này tiếp. Và đồng thời là các anh chị làm cần đưa vào cái thông tin mà cái chỗ làm việc của các anh chị vào đây, thì nhấn cái nút này vào đây và nó sẽ nổi lên. Đây là Nga tới làm được tới đây, tại vì là cái trường hợp của cái hồ sơ này là chưa có quay lại làm việc. Còn các cái trường hợp mà các anh chị đã làm việc rồi thì các anh chị cứ tiếp tục mà nhấn vào rồi đưa cái số tiền mà các anh chị tìm được cái khoản thu nhập một tuần là các anh chị bỏ vào đây ha. Và một lần nữa Nga cũng xin thưa là cái phần Nga cũng quay lại xin thưa cái phần này là các anh chị, người ta chỉ cho là mình cập nhật cái thu nhập của cái tuần trước đó thì các anh chị vào đây. Còn nếu như mà, tại vì Nga đã nói là Nga cũng xin thưa là cái mỗi cái đơn thì nó khác nhau, cho nên là các anh chị cũng chịu khó nhìn để mà coi thử cái nào mà có sẵn là các anh chị bỏ vào. Và cũng giống như ví dụ như một cái trường hợp của câu hỏi là có một cái chị cũng làm certified nhưng mà con của chị làm, thì là cái tuần đó là chỉ làm 2 ngày nhưng mà con của chị nói là no, cho nên nó làm chị có thể quay lại, chị sửa, chị nhờ con chị quay lại tìm cái tuần đó để mà sửa. Thì giống như Nga vừa chỉ là nhấn vào cái nút này, thì khi mà nhấn vào cái nút này thì cái này nó hiện lên. Sau khi mà nó hiện lên thì nó lên cái phần này, thì chị sẽ đưa vào cái số tiền mà chị làm 2 ngày bỏ vô đây. Vậy ha. Vậy là như vậy là Nga sẽ cố gắng chia sẻ, và các anh chị có bất cứ câu hỏi nào các anh chị để dưới cái phần comment là Nga sẽ rất là hoan hỷ là đọc và trả lời trong cái phần hiểu biết của Nga. Mà nếu như mà khó thiếu sót cái phần nào thì Nga sẽ thành thật rất là xin lỗi, nhưng mà Nga cố gắng là kiểm tra kỹ càng, không có để mà cái kỹ càng để mà trả lời hết những cái câu hỏi trong cái vòng hiểu biết của mình. Và Nga cũng rất là cảm ơn các anh chị đã động viên trong cái thời gian qua rất là nhiều. Và nếu như mà ai thấy cái video mà là hữu ích thì vui lòng nhấn cho Nga một cái nút like. Và chương trình PPP mà các anh chị Nga đã hứa tuần trước rồi mà Nga chưa có làm kịp, cho nên là xin lỗi các anh chị. Và một lần nữa là cái Facebook Nga Võ Illinois, cái hộp thư nó bị sao á, nó bị đóng lại hay sao, Nga chưa có vô được, cho nên Nga thành thật rất là xin lỗi các anh chị, chứ không phải là Nga không có trả lời các anh chị ha. Cho nên là mong các anh chị thông cảm cho Nga cái điều đó ha. Giờ xin chào các anh chị. Nếu như các anh chị có thắc mắc gì thì cứ để lại lời comment bên dưới rồi Nga sẽ trả lời. Nga rất vui là đọc những cái lời comment, những cái câu hỏi của các anh chị và các bạn. Nếu như mà các anh chị các bạn thấy cái video hữu ích thì vui lòng nhấn cho mình một nút like và share. Và nếu như mà ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút subscribe để mà theo dõi những cái video kế tiếp của mình. Và Nga chân thành cảm ơn rất là nhiều, và chúc mọi người và gia đình vạn sự bình an, và đi làm lại thì hết sức cẩn thận, và xin hẹn mọi người trong những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn.